ở ngoài kia bữa nay bên biển Đông bắt đầu khởi mào dậy sóng, quả tiễn đang bay dèo dèo ở bển. Thì lâu nay chuyện nói về vấn đề biển Đông dậy sóng. Có chuẩn bị chưa? Lâu nay chị nhắc rồi, cái clip này chị ra, cái video này chị thâu nói cũng như là tổng kết lại thôi. Thì năm thứ mà lâu nay gần 3 năm nay chị lên mạng nhận lệnh bề trên đó, để thông báo cho quý vị đó, đó là kinh tế, nạn đói, thiên tai, bệnh dịch và chiến tranh. Hiện giờ là chiến tranh thì tới đói nữa, đói thì đói dài nhưng mà chiến tranh sẽ đói. Thì cái này là cái tổng kết để những cái gì 3 năm nay Kiệt nói đều trúng hết. Chỉ còn có Đài Loan sắp sửa tuyên bố độc lập và Đức Thầy xuất hiện thì coi như là Kiệt xong cái đoạn, cái màn khúc cuối này của cái đường hầm thì coi như xong. Ở bên nước Việt, không biết bây giờ ở ngoài Bắc, miền Trung, miền Nam, mấy dân của mình không biết đang làm gì, có cái sự chuẩn bị gì không. Mà mấy clip vừa rồi Kiệt lên mấy hôm rồi ở trên núi quay thì Kiệt có thông báo đó, thì hôm nay nên chuẩn bị. Những người làm công ty có liên hệ với Trung Quốc hay Đài Loan là cần phải chuẩn bị. Tại vì khi chiến tranh xảy ra đó thì nạn kinh tế mà nó gọi là khủng hoảng dây chuyền á, toàn cầu thì cơ xưởng sản xuất không được, thiếu thu nhập, rồi công nhân cũng vậy, người làm cũng vậy. Đó là mình chỉ nói về vấn đề kinh tế trước nha. Ở Mỹ này thì cũng đang chuẩn bị một cái danh sách hơn phân nửa người. Nếu mà tại vì những cái món đồ mà nó đi lại, nó có liên quan đến những cái quốc gia mà đang chiến tranh á, thì mình sẽ thiếu mấy cái đó để mình gắn vô cái bộ phận mình, của cái máy của mình cần. Thì mọi thứ nó sẽ ngưng trệ hết. Thì nên coi lại cái đó.